Mến chào tất cả cô chú anh chị gần xa. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên cho cô chú anh chị một cái mảnh vườn trái cây. Thì hiện tại trên vườn của mình là tổng có 3 cây chủ lực là sầu riêng, mít và bưởi nha. Thì hiện tại cái mảnh đất của mình tọa lạc tại là ấp Tà Tê, xã Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước. Thì mảnh đất của mình là có tổng diện tích là đúng 1 hect. Trên đất của mình thì có được là 8 mét mặt tiền đường nhựa liên ấp. Và trên đất có 100 thổ cư. Thì hiện tại mời cô chú anh chị mình cùng em đi xem vào mảnh vườn, là xem là cây trái hiện hữu và căn nhà tạm của mình hiện hữu thì nó sẽ đẹp như thế nào nha. Hiện tại thì giá chủ bán thì chỉ có 1.650.000. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ vui lòng liên hệ em, thì em sẽ cho gặp chủ, mình cùng thương lượng giá và sở hữu mảnh vườn đẹp ha. Rồi mời cô chú anh chị mình cùng em đi vào vườn. Thì đây là cái cổng của mình đi vào trong vườn nè. Thì hiện tại cái mặt tiền này của mình là được 8 mét, thì tính từ cái bờ ranh hàng rào ngay trụ điện này thì qua đây là 8 mét của mình. Và bên trong thì nở hậu ra là 9.000 mấy trăm mét vuông, tức là gần 1 hect. Thì chỉ có tầm là 200-300 mét vuông nữa thôi thì mình sẽ được là 1 hect ha. Thì trên đất của mình thì có một căn nhà tạm hiện hữu. Điện thì điện lưới 3 pha của mình có sẵn luôn ha. Thì trên đất của mình thì có sầu riêng đang thu hoạch, thì khoảng đâu đó là được 40 cây. Và mít, măng cục thì cũng có vài cây. Phía bao quanh của mình là suối, đảm bảo nguồn nước tưới quanh năm cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, phía sau của mình thì giáp với cái vườn cao su đó. Hiện tại là sầu riêng cũng đang cho trái luôn rồi. Đó, mít, đây là cây mận ha. Mận của mình nè. Đây là mít, sầu riêng. Sầu riêng đang cho trái tuyệt vời đẹp luôn. Đây. Thì hiện tại giống sầu riêng của mình thì có sầu riêng là giống sầu riêng Thái nha. Tuyệt vời đẹp của chú anh chị. Đó. Thì cô chú anh chị nào mà có cái nhu cầu mua vườn trái cây làm của thì đây là một cái nhu cầu hợp lý nè. Đó, thì mời cô chú anh chị mình cùng theo em đi ra phía sau ha. Tổng diện tích của mình là 1 hect nha cô chú anh chị. Đó, một căn nhà tạm trên đất. Bít sầu riêng. Này mình về mình dọn và mình trồng thêm thôi. Đây căn nhà của mình ha. Nhà này có thể mình ở để mà giữ vườn. Nhân công làm nghỉ trưa, cơm nước đồ thì tiện lợi luôn. Phía bên trái màn hình của mình là nè suối. Nguồn nước tưới thì lấy từ đây lên, giáp ranh với cái vườn cao su đó. Thì đây là các vườn sầu riêng của mình nè. Phía sau có suối rất đẹp luôn. Tổng của mình thì khoảng đâu đó là tầm 40 cây sầu riêng đang cho trái như thế này. Đó, sầu riêng ra trái hết rồi. Phía sau thì có vườn cam của chú anh chị. Sầu riêng thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Thì cái phía của mình này, cái mặt tiền này là mặt tiền của dự án phân ra nha. Của mình thì tới hàng rào này thôi. Tới hàng rào này là của mình. Đó, phía sau thì có cam, có bưởi. Còn phía trước này là vườn sầu riêng cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp của chú anh chị. Đó. Hiện tại giá gia chủ đang mong muốn tại ngay cái thời điểm này là giá là 1.650.000. Cô chú anh chị mình thiện chí thì có thể mình gặp chủ thương lượng được chút đỉnh, chút ít, gọi là lọc lá của chú anh chị. Tại vì giá bất động sản ngay tại thời điểm bây giờ thì nó sẽ có phần là không có được nhộn nhịp như ngày trước. Nhưng mà ở những cái mảnh vườn trái cây hoặc là vườn cao su làm của thì giá sẽ không ảnh hưởng bởi giá thị trường như là đất phân lô. Cho nên thì chủ mà cần bán thì chủ vẫn bán cập nhật theo cái giá mà của thời điểm này, chứ không có để mà cái giá cao trào như giống như trước được. Đó, thì giá hiện tại cập nhật cho mình luôn hiện tại bây giờ là 1.000.000. Giá 1.650.000 của chú anh chị. Mọi nhu cầu thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho em, thì em sẽ kết bạn Zalo với cô chú anh chị mình, như là gọi điện trực tiếp thì em sẽ tư vấn bất kể thời điểm nào cô chú anh chị mình quan tâm.
Đó thì em sẽ gửi trực tiếp sổ sách cũng như là cập nhật cái giá chính xác nhất tại ngay thời điểm cô chú anh chị mình quan tâm luôn. Cái khu vực mà bưởi này thì cũng chiếm đâu đó cũng là một khoảng đất khoảng là 2 sào của chú anh chị, khoảng 2 sào. 2 sào là cái có bưởi này. Còn phía sau của mình thì lại có một cái thửa đất trống, xong rồi mới tới giáp suối. Thì tất nhiên là cái mảnh đất này diện tích nó 1 hect, nhưng mà em cũng nói rõ luôn là nó sẽ không có đông đặc trái cây hết nguyên 1 hect này. Tại vì phía sau này thì chủ cũng đang là dự định là khai phá ra dọn mặt bằng xong thì trồng thêm là sầu riêng thêm, nhưng mà do là vấn đề tình hình nói chung là việc riêng của gia đình cho nên thì bán không có công chăm sóc của chú anh chị. Thì hiện tại ngày hôm nay em vào thì mới chủ mới nhờ được gọi là thuê được một anh giữ vườn á, thì bắt đầu chăm sóc lại để cho cây xanh tốt lại nha. Thì chứ bây giờ là đang chuẩn bị kéo ống tưới thôi, thấy bây giờ lá nó cũng hơi bị xuống ở phần cam nè. Đó, chứ còn những cái cây sầu riêng thì nó không ảnh hưởng, tại vì cũng cách đây vài ngày thì không được tưới thôi, chứ trước đó thì vẫn chăm sóc kỹ càng. Đó, kế bên của mình đó là cái vườn cao su làm của, và phía sau thì có suối. Thì từ cái vị trí của mình ở đây là cách ra trung tâm của xã Lộc Thành thì đâu đó là nó khoảng là 3 km hơn, khoảng 3 cây rưỡi. Đó thì cô chú anh chị mình nếu xuất phát từ Bình Dương thì sẽ di chuyển giùm em là 90 km, và thành phố Hồ Chí Minh là 130 km. Thì cô chú anh chị mình sẽ tiếp cận được cái mảnh đất ngay tại vị trí em vừa nêu. Đó thì phía sau của mình là giáp suối hết nha, bao quanh hết luôn. Thì có cái chỗ khúc mắc nhỏ này thì ngay chỗ đây đó, mảnh đất trống này nè, là qua tới đó là suối. Còn cái bờ ranh này á, cao su này á, là một bên là của mình, một bên của người ta nha. Của mình là giáp với cao su rồi thôi. Và qua phía cái nhà đầu tiên quay video đó thì nó sẽ nở nở ra. Cái miếng đất của mình thì cái sổ nó sẽ không có được vuông, nó chỉ có là 8 mét mặt tiền đường nhựa liên ấp thôi. Và phía sau thì nó nở theo cái hình xéo ra, nở bầu cái hậu ra hết luôn, thì nó mới đủ diện tích được 1 hect. Nói chung là đất thì cực kỳ là bằng phẳng luôn, không có dốc gì hết, bằng phẳng. Đó thì em sẽ ra em quay đến ngay cái bờ suối cho cô chú anh chị mình xem. Thì nhu cầu hiện tại bây giờ rất nhiều cô chú anh chị mình yêu cầu em sẽ quay cập nhật liên tục những cái vườn trái cây cũng như là vườn cao su làm của, ví dụ như những cái vườn như thế này. Thì cô chú anh chị mình vui lòng đăng ký kênh cũng như là mình nhấn cái nút chuông phía bên phải phía dưới màn hình. Thì khi mà cái video mới em cập nhật lên thì cô chú anh chị mình sẽ có một cái thông báo về ngay cái máy của mình. Thì cô chú anh chị mình sẽ tiếp cận được ngay cái video mới em vừa cập nhật lên cũng như là một cái nguồn đất đẹp giá rẻ của em cập nhật lên. Thì mình sẽ không bỏ lỡ cái video đó. Thì đâu đó ví dụ như là cô chú anh chị mình đang tham khảo tìm cho mình một cái mảnh vườn gì đó, nhưng mà khi mà em đăng lên cái video thì cô chú anh chị mình không cập nhật kịp. Thì đa số sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra là cô chú anh chị mình gọi lại cho em thì ở trong cái tình trạng là mảnh đất vườn đã bán rồi. Thì rất là nhiều cô chú anh chị tiếc nuối. Còn cái vấn đề thì cô chú anh chị mình cứ tham khảo những cái gì mà trong video này em nói không có rõ ràng, chưa cập nhật hết, thì cứ vui lòng comment bình luận bên dưới, hoặc là gửi tin nhắn trực tiếp Zalo cho em, hoặc là nhanh hơn thì mình có thể gọi điện. Đó thì em sẽ bổ sung những cái gì đó cô chú anh chị mình đang thắc mắc cho cô chú anh chị mình hiểu. Còn ví dụ như cái mảnh vườn này em quay, cô chú anh chị mình cảm thấy chưa có phù hợp, thì cô chú anh chị mình cứ lướt ở dưới cái kênh của em, sẽ còn rất nhiều cái video khác em quay những cái mảnh vườn. Mảnh vườn nào em đã bán thì em sẽ để trên cái tiêu đề của em là có chữ đã bán. Còn cái mảnh vườn nào không có chữ đã bán, tức là những cái mảnh vườn đó vẫn còn đang trong cái tình trạng là còn. Còn giá cả đôi khi nó có thay đổi tí xíu theo thời gian. Ví dụ như ngày hôm nay em quay cái vườn này thì khoảng độ là 1 tuần nữa hoặc là 1 tháng nữa, nếu như em bán thì em để đã bán. Còn nếu như giá có thay đổi thì em cập nhật không kịp thì cô chú anh chị liên hệ lại, thì em sẽ báo lại cô chú anh chị mình ngay tại thời điểm cô chú anh chị mình quan tâm ha. Đây là mít cô chú anh chị. Thì mít thì đâu đó nó cũng được khoảng độ là 20 mấy gốc mít, 20 mấy gốc mít thì cũng đang cho trái luôn. Nhưng mà đặc biệt là hiện hữu là được khoảng độ là sầu riêng, sầu riêng thì khoảng là 30 mấy 40 gốc á. Đây của mình là sầu riêng Thái ha, đang cho trái bông nhiều của chú anh chị, đậu trái hết luôn rồi.
rất đẹp luôn. Nhà tạm hiện hữu. Nè, phía đường nhựa của mình là xung quanh ra suối và bao quanh là suối hết luôn. Toàn bộ là suối. Vô cái phần này mình có cái nhà nè. Đó, đây ra là cái đường phía khi nãy em chạy vào. Phía ngay cái mặt tiền của mình á, ngay chỗ cái đường đi vào đối diện đó dự án nha cô chú anh chị. Dự án phân lô hết luôn. Thì đến đây thì em xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những mảnh đất đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.